Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that we have to do stuff that isn't always very fun. Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Joseph Fares, sinh ra tại Liban nhưng phải từ bỏ quê hương do cuộc nội chiến diễn ra vào những năm 90. Cùng cha mẹ và người anh trai di cư sang Thụy Điển, Joseph bắt đầu sự nghiệp và đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Sau khi hoàn thành dự án phim thứ 6, Joseph quyết định bước chân sang video game, gia nhập nhà phát triển Starbreeze và chỉ với một đội ngũ rất nhỏ, chưa tới 20 thành viên, Brothers: A Tale of Two Sons ra đời. Cộng đồng người chơi và giới phê bình đã dành cho Brothers rất nhiều lời khen, đặc biệt là tính năng điều khiển cả hai nhân vật cùng lúc với góc nhìn isometric từ trên xuống. Bên cạnh đó, A Tale of Two Sons cũng có rất nhiều khoảnh khắc khi góc quay camera thay đổi linh hoạt, diễn tả sự choáng ngợp từ hai nhân vật chính, vốn xuất thân từ giống loài tí hon, khi lạc vào thế giới cổ tích với những sinh vật khổng lồ. Đây cũng là dự án khiến Joseph nhận ra tiềm năng của game phối hợp hai người chơi, thể loại đã bị bỏ lại phía sau khi cơ sở hạ tầng Internet phát triển, cộng thêm động lực từ nhà phát hành để bán càng nhiều game càng tốt. Thật ngạc nhiên khi đối tác mà Joseph lựa chọn cho tựa game tiếp theo lại là EA. A Way Out là dự án đầu tay của studio mà Joseph mới thành lập, Hazelight. Trong một bài phỏng vấn khá chi tiết trên IGN, anh chia sẻ Hazelight đã được tiếp cận bởi Phil Spencer, người phụ trách thương hiệu Xbox tại Microsoft. Nhưng chỉ chưa đầy một tuần trước ngày đặt bút ký hợp đồng, Patrick Sutherland, người từng là CEO của EA, đưa ra một lời mời không thể chối từ. Hazelight sẽ nhận được một khoản đầu tư thông qua chương trình EA Originals, cái nôi của những Unravel, Fae, Sea of Solitude hay Rocket Arena. And this is my idea. Doesn't have anything with the EA shit going on, yeah. With the loot box and stuff. Okay. No, all okay. Publishers fuck up sometimes, you know? Yeah. That's how it is. They fuck up, yeah. But that's what it is. Like, in this case, it's like they've been treating me very well. That's what I'm saying. This means I have 100% of the income to my team for the game I'm doing, you know? And it's coming soon, right? Yeah, it's coming. I'm talking too long. Đó không chỉ là những lời khen trống rỗng, bản thân tôi khi tìm hiểu cũng thấy rất ngạc nhiên khi EA trở nên hào phóng với các studio indie đến như vậy. Ngoài sự đảm bảo về tài chính, studio sẽ giữ quyền kiểm soát thương hiệu của dự án. Nếu họ cảm thấy không muốn hợp tác với EA trong phiên bản tiếp theo, không có gì ngăn cản họ đến với Ubisoft, Xbox hay PlayStation. Bên cạnh đó, toàn bộ lợi nhuận từ doanh số bán game cũng sẽ được chuyển giao cho studio. Đây chính là những điều kiện cần để Joseph đưa ra một quyết định hết sức táo bạo. A Way Out bắt buộc phải có hai người chơi. Tuy nhiên, game chỉ được bán với giá $30, một nửa so với các game bom tấn AAA, và chỉ cần một trong hai người phải mua game mà thôi. Đúng là một cử chỉ thân thiện với người tiêu dùng của EA. Cũng dễ hiểu thôi bởi sau hàng loạt tai tiếng với Star Wars và Battlefield, họ đang cần lấy lại hình tượng càng sớm càng tốt. A Way Out một lần nữa được đón nhận một cách nồng hậu bởi sự khác biệt của nó trên thị trường. Điểm số trung bình 7,8/10 và doanh số lên tới 3,5 triệu bản.
Cá nhân tôi dù cảm thấy kịch bản của A Way Out hơi dễ đoán, nhưng không thể bàn cãi sự đa dạng trong gameplay mà nó mang lại, từ pha đuổi bắt trong công trường xây dựng, lén lút vượt ngục trong bóng tối, hay đua xe hành động Hollywood. It Takes Two dường như là sự phát triển tất yếu của studio Hazelight. Họ đã chứng minh được khả năng phát triển game với một đội ngũ nhân viên nhỏ, kinh phí thấp. Họ cũng đã tìm ra thể loại mà thị trường đang thiếu. Tại sao không mở rộng quy mô, hướng đến một sản phẩm AAA với sự đầu tư cao hơn về mọi mặt, từ đồ họa, cốt truyện lẫn gameplay? Tuy nhiên, đừng quên nhà phát hành đứng sau Hazelight là ai. EA, và đi kèm với đó là một danh sách rất dài, những studio đã bị đóng cửa. Từ Black Box với Need for Speed, Maxis với SimCity, Danger Close với Medal of Honor, và ai có thể quên cái chết yểu của Visceral Games, một thời vinh quang với series Dead Space. Cả Brothers và A Way Out đều có những điểm cần được cải thiện, nhưng điều tôi thích nhất là chúng không mang màu sắc thương mại, không phải là một thế giới mở rộng lớn, không hứa hẹn những gói nội dung tải về trong DLC hay Season Pass. Đó là những trải nghiệm ngắn gọn, xúc tích và hướng người chơi về những giá trị đạo đức truyền thống. Đây mới chính là kỳ vọng lớn nhất của tôi trước khi trải nghiệm It Takes Two. Liệu ngọn lửa đam mê của Joseph Fares cùng với những thành viên của studio Hazelight có là đủ để tiếp tục với phong cách của riêng mình, mặc cho những áp lực tài chính tới một dự án quy mô lớn như thế này? Hay không, tôi tìm ra câu trả lời trong phần tiếp theo. Sau một đoạn cắt cảnh ngắn, game sẽ cho bạn lựa chọn nhân vật mình muốn điều khiển. Cũng giống như A Way Out, It Takes Two là một game được xây dựng 100% trong thể loại couch co-op, cụm từ mà chúng ta hay dùng để mô tả những game dành cho hai người chơi trên cùng một màn hình. Đây không phải là những The Division, Destiny hay Borderlands, nơi mà bạn có thể chơi solo hoặc phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ, kiếm thêm vật phẩm, nâng cấp trang bị. It Takes Two là một game tuyến tính, nghiêng về hành động giải đố platformer. Và với video review về thể loại không phải mới nhưng hiếm có trên thị trường như thế này, tôi nghĩ rằng bạn nên biết mình cần làm những gì trước khi bắt đầu trải nghiệm. It Takes Two không phải là một tựa game ngắn, trung bình bạn sẽ cần 10 đến 12 tiếng để hoàn thành, và tùy vào lịch làm việc hay hoàn cảnh gia đình, đó sẽ là 2 ngày cuối tuần hoặc 3 đến 4 buổi tối. Mặc dù game có tỷ trọng chơi co-op thông qua Internet, cảm giác được trò chuyện, khám phá môi trường và giải đố bên cạnh bạn đồng hành là không thể thay thế. Đương nhiên, sau khi thống nhất được ngay giờ để chơi game, bạn cần phải mua thêm chai nước ngọt, snack, thật nhiều snack, thêm chút bánh trái nữa. Nếu bạn có Xbox hoặc PlayStation thì rất đơn giản thôi, kết nối chiếc tay cầm thứ hai và bạn đã sẵn sàng, nhưng với PC hoặc laptop thì nó hơi phức tạp một chút. Đầu tiên, bạn nên có một dây HDMI đủ dài để kết nối với TV. Thứ hai, bạn cần tối thiểu 2 tay cầm. Thực ra game cũng cho phép một trong hai người chơi dùng chuột và bàn phím, nhưng khi đã ngồi lên ghế sofa để chơi game, cầm controller trong tay sẽ tiện lợi và thoải mái hơn rất nhiều. Hai chiếc tay cầm Xbox có thể được kết nối không dây thông qua adapter, được bán trên thị trường với giá khoảng $20 chưa tính thuế. Ở Việt Nam, bạn có thể mua ở các cửa hàng điện tử với giá từ 600 đến 700 ngàn đồng. Nếu phần lớn thời gian bạn dành cho game chơi đơn và không muốn lo đến việc sạc pin, hãy sử dụng kết nối bằng dây micro USB hoặc USB-C. Chỉ cần cổng truyền và cáp USB dài một chút thôi. Thiết lập tùy chỉnh, đồ họa, nhìn qua cái phân bố phím điều khiển và mọi thứ đã sẵn sàng. Câu chuyện bắt đầu khi linh hồn của hai nhân vật chính, Cody và May, không biết vì một lời nguyền hay ước nguyện của con gái đã bị giam giữ trong hai hình nộm tí hon. Chúng ta biết Rose đã đoán trước được ba mẹ mình sẽ chia tay, nhưng chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật đau lòng ấy. Quyển sách tư vấn tình cảm, Book of Love, là những nỗ lực cuối cùng của Rose để hàn gắn mối quan hệ của cha mẹ. Và với một ý tưởng giống như trong bộ phim Jumanji năm 1995, không có lối thoát nào dễ dàng cho Cody và May cả. I need to wake up. No! Oh! Oh, May! May! Oh! Oh! Oh, you're back! Oh, you... my God! You can't wake up here! Exactly! Đó là Hakim, người dẫn chuyện và cũng là thế lực đằng sau cuộc phiêu lưu của May và Cody.
Nhìn vào cách mà ông ta di chuyển cộng thêm cái cảm ở vị trí đáng ngờ như thế này, cho bạn có đoán ra Book of Love ở đây không phải là sách tư vấn tâm lý tình cảm. I'm Dr. Haki, worldwide bestseller and an expert on love. Diễn xuất của Hakim được kiêng điệu hóa lên rất nhiều, và điều đó có làm cho bạn cảm thấy phản cảm hay không phụ thuộc vào gu của mỗi người. Tôi thì nghĩ rằng đằng sau những cử chỉ và lời thoại của Hakim đều mang ý đồ của đạo diễn để truyền tải thông điệp của cốt truyện, nhưng hãy tạm gác lại để dành cho phần sau. Còn bây giờ, hãy cùng đi sâu vào các cơ chế gameplay. Đây là cách phần 4 nút điều khiển của It Takes Two trên tay cầm Xbox. Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm chơi game, điều khiển nhân vật trong không gian 3 chiều, tùy chỉnh đầu tiên mà bạn cần để ý tới là Chase Camera Assistance. Ở mức cao nhất, Strong, góc quay camera sẽ thay đổi tự động theo hướng di chuyển của nhân vật, để bạn tập trung vào các động tác bay nhảy thay vì phân tâm khi phải dùng cả hai cần analog stick cùng một lúc. Game không sử dụng các phím D-pad, nhưng ngón trỏ của bạn sẽ khá bận rộn với R1 và R2 trong các trường đoạn bắn súng góc nhìn người thứ ba. Tất nhiên, game sẽ cho bạn những trợ giúp ngắm bắn rất hào phóng nên đừng lo, đây sẽ không phải là Gears of War. Phân tích thể loại platformer, chúng ta có thể tiếp cận dưới lăng kính của những nhà làm game. Tôi không có đủ kiến thức về lập trình nên sẽ không thể đi sâu, nhưng video của Game Maker's Toolkit về Celeste sẽ là điểm khởi đầu lý tưởng, từ sự khác biệt trong quán tính đến độ cao, thời gian của động tác nhảy. Mark Brown có so sánh Celeste với các game platformer như Mario, Super Meat Boy, Mega Man, Unravel để cho thấy một vài dòng code thôi cũng là đủ để cho một tựa game cảm giác khác lạ như thế nào. Lăng kính thứ hai và cũng là nơi tôi dành phần lớn thời gian để chuẩn bị cho video này được gọi chung là Game Feel. Tôi đã viết ra một đoạn văn dài vài trăm từ để cố gắng diễn tả khái niệm này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tại sao không cho các bạn cảm nhận nó thông qua những khoảnh khắc trong video game khiến tôi... Chắc chắn bạn cũng sẽ có những khoảnh khắc cho riêng mình khi âm thanh, hình ảnh và gameplay kết hợp lại với nhau một cách hoàn hảo. Nó đánh lừa não bộ, lạc mình vào một thứ gì đó mà chúng ta biết 100% là giả tạo trên màn hình vi tính. Đã có rất nhiều phân tích trên mạng để lý giải cảm giác nhập tâm này, nhưng chúng đều có chung một điểm khởi đầu, đó là công trình nghiên cứu của nhà văn Steve Swing vào năm 2008 với cái tên rất đơn giản, Game Feel. Theo Steve, cảm giác nhập tâm được mang đến cho người chơi thông qua 3 yếu tố trong mỗi tựa game. Real-time control, cách mà chúng ta điều khiển nhân vật trên màn hình. Polish là các yếu tố như âm thanh, hiệu ứng, cử động nhân vật, những thứ tưởng chừng như tiểu tiết, nhưng khi kết hợp lại với nhau, dường như thổi linh hồn vào những khung hình trong game. Phần lớn các tựa game đều có một vài cơ chế gameplay chủ đạo, và chúng được lặp đi lặp lại thông qua nhiều level với độ khó tăng dần. Spatial Simulation chính là bối cảnh, là cốt truyện để kết nối các level, tạo động lực cho người chơi. Dĩ nhiên nhà phát triển nào cũng sẽ hướng tới điểm vàng, là nơi giao thoa giữa ba yếu tố này. Nhưng trong nhiều năm vừa qua, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu thất bại. Sở hữu một bối cảnh mới lạ, đồ họa bóng bẩy đại diện cho những gì PlayStation 4 có thể làm được. Chưa bao giờ tôi thấy nhân vật cử động một cách mượt mà, từng cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt đến cách những tấm áo choàng tung bay trong gió. Tôi vẫn không thể nào quên cảm giác được đồng hành cùng Sir Galahad, sử dụng những vũ khí mang màu sắc steampunk, gặp mặt thiên tài Nikola Tesla và chiến đấu với một tên người sói khiếp sợ. The Order 1886 đã có một nền móng vững chắc cho thành công, chỉ tiếc rằng gameplay chủ đạo bắn súng góc nhìn thứ ba lại quá hạn chế. Không có phối hợp đồng đội, lối đi chật hẹp, ít tương tác với môi trường và tần suất của các quick time event, nhanh chóng làm người chơi ngán ngẩm, kể cả với thời lượng cực ngắn chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi. Ngược lại, Ascension thừa hưởng gameplay chặt chém đã tay của dòng game God of War, vẫn là các pha combo mãn nhãn, những màn đấu trùm hoành tráng đến nghẹt thở. Nhưng vấn đề lớn nhất mà Santa Monica chưa nhận ra ở thời điểm đó là, sau khi đã đối đầu với Zeus, Kratos cần có một khởi đầu mới. Ascension có gameplay và kinh phí đầu tư lớn của một game bom tấn AAA, nhưng cốt truyện rời rạc và sự đầu tư lạc hướng vào chơi mạng, suýt chút nữa đã giết chết cả series. Assassin's Creed Unity thì sao? Làm thế nào Ubisoft lại có thể ấn nút tự hủy khi có trong tay một thành phố nguy nga trắng lệ như Paris, một nhân vật chính thú vị và những mối quan hệ được phát triển một cách tự nhiên? Hệ thống di chuyển parkour được cải tiến với tính năng control descent.
các nhiệm vụ ám sát mang cấu trúc mở hay còn gọi là Black Box với rất nhiều lối tiếp cận, một hệ thống cover để trợ giúp cho lối chơi stealth và những tùy chỉnh trang phục, thiết bị cực kỳ chi tiết. Trên lý thuyết, Unity đại diện cho tất cả những gì người ta thích về Assassin's Creed, nhưng bugs, glitch đã hủy hoại trải nghiệm này cho không ít người chơi. Quay trở lại với It Takes Two, dựa vào bao yếu tố để tạo nên game feel của Steve Swing, bây giờ tôi đã định hình được tại sao nó lại hấp dẫn đến như vậy. Và để minh họa, tôi sẽ sử dụng các trường đoạn trong 3 chapter: The Shed, The Tree và Space Station. Phong cách điều khiển của It Takes Two nghiêng về sự nhạy bén, dễ chơi, dễ trải nghiệm. Điều đó nghĩa là nhân vật không cần phải lấy đà, không trơn trượt mỗi khi bạn phải đổi hướng di chuyển. Họ có thể nhảy từ bất cứ tư thế nào, trên không, dưới đất và đáp 100 được nạp lại nhanh chóng. Các vật thể có một độ dính nhất định trợ giúp cho các động tác leo trèo. Sự khác biệt một trời một vực nếu so với Fall Guys, một game platformer trên mạng phổ biến trong thời gian gần đây. Điều khiển dễ dàng, không có giới hạn mạng sống, cộng thêm các điểm checkpoint dày đặc. Dường như nhà phát triển không muốn người chơi phải nản lòng trước khi đến với các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp, từ giao tiếp, cân đo thời gian đến tư duy giải đố. Yếu tố co-op này được giới thiệu dần thông qua level The Shed với độ khó tăng dần. Level sẽ có các chốt chặn để hai nhân vật không thể cách nhau quá xa, ép hai người chơi phải cùng đếm 1, 2, 3 để bật công tắc. Sau đó, các màn giải đố sẽ xuất hiện. Từ căn chỉnh hướng bắn máy hút bụi đến thay nhau làm đứng dẫn trong bo mạch điện tử. Chúng không bao giờ trở nên quá đánh đố nhưng đa dạng và dần dần trở thành một cuộc thi giữa hai người để xem ai tìm ra lời giải trước. Nếu không có ai chơi co-op bên cạnh, hãy cố gắng lên các diễn đàn, group Facebook để kết bạn với ai đó chưa chơi It Takes Two bao giờ và nhớ dùng mic để giao tiếp. Bên cạnh các trường đoạn platformer truyền thống, It Takes Two còn giới thiệu thêm khả năng đặc biệt cho Cody và May trong level đầu tiên để làm gameplay hấp dẫn hơn. Cody có thể dùng những cái đinh như là boomerang, rồi triệu hồi chúng lại giống như dìu Leviathan trong God of War. Còn May có một cây búa để phá vỡ các mảnh thủy tinh, mở ra lối đi mới. Nhưng quan trọng hơn cả, May có thể dùng những cái đinh để làm điểm trụ, kết hợp với double jump để băng qua những khoảng không gian lớn hơn. Một ý tưởng ban đầu đơn giản như vậy thôi, nhưng chỉ vài phút sau đó, bạn sẽ tính toán nên sử dụng cây đinh nào, đặt vị trí của điểm trụ ở đâu. Tôi thích cách game vận dụng các góc quay camera một cách linh hoạt như bạn đang thấy trên màn hình, góc nhìn người thứ ba cho Cody và platformer hai chiều cho May. Mỗi chapter của It Takes Two có thời lượng khá dài và các pha đấu trùng thường là nơi các cơ chế trong chapter đó kết hợp lại với nhau. Vacuum Tower là con boss đầu tiên, thử thách kỹ năng bay nhảy cơ bản để né tránh đòn tấn công dưới mặt đất, sau đó phối hợp để bắn mấy lọ thuốc xịt đang bốc cháy bằng ống hút bụi. Nó khá dễ và chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng chỉ 10 đến 15 phút sau đó, độ khó của boss Two Box là được đẩy lên trên trời. Cả tôi và người bạn đều đã chơi game lâu năm mà vẫn phải chết đi sống lại rất nhiều lần, nên nếu bạn trải nghiệm It Takes Two với bạn trai, bạn gái, vợ hoặc một thành viên nào đó trong gia đình, phải hết sức kiên nhẫn nếu họ chưa nắm controller trong tay bao giờ. Để đến được Two Box, game bắt bạn phải vượt qua một loạt chướng ngại vật, trong khi những mũi đinh nhọn hoắt từ trên trời rơi xuống. Lối đi chật hẹp, lại phải dùng dashing thì mới né tránh kịp thời, nên May và Cody lao đầu xuống vực là chuyện đương nhiên. Chưa hết, Two Box còn có cái đòn tấn công sáng tạo để dồn hai nhân vật chính vào đường cùng. Chỉ trong tích tắc, người điều khiển Cody phải phóng đinh để mở đường cho May, làm hạ thanh máu của chùm bằng búa, và cuối cùng mới có cơ hội để tung đòn kết liễu đẹp mắt, đã tay và hoành tráng như thế này. Như vậy chúng ta đã điểm qua 3 yếu tố chính trong vòng lặp gameplay của It Takes Two: platforming, năng lực đặc biệt và đấu trùng. Nhưng điểm mạnh nhất của game cũng giống như các sản phẩm khác của studio Hazeline là sự đa dạng cho các tình huống cũng như sự khác biệt giữa các level. Về platforming, ở cuối level thứ nhất, game cho bạn bán theo những đường dây, sau đó ở chapter The Tree là Grapple Hook, điều khiển phương tiện, chưa kể đến trượt băng, fidget spinner, lái thuyền, bơi lội, v.v. Hold on to your lead, Cody! Yeah, you hang on to your glasses! It's gonna be a bumpy ride! Năng lực đặc biệt của Cody và May cũng không hề trở nên nhàm chán mà bám theo các tình tiết của cốt truyện, từ súng bắn que diêm và sạc chứa thuốc nổ, thay đổi trọng lực, điều khiển thời gian đến hai cực nam châm dính chặt vào nhau. Thay đổi thì rất nhiều, nhưng chúng luôn được giới thiệu cho người chơi một cách rất ngắn gọn, nhưng hiệu quả.
không có những dòng chữ dài dòng trên màn hình mà chỉ cần bắt đầu với một vài câu đố đơn giản mà thôi. Nó khiến tôi nhớ đến các chamber đầu tiên trong Portal để người chơi làm quen với khái niệm cổng dịch chuyển không gian. Đúng là những bài hướng dẫn hay nhất khiến ta không nhận ra sự tồn tại của chúng. Oh man, my legs hurt. My feet hurt. When we get out of this mess, I'm having a cold beer. I'm having two. What if we're stuck here? You know, stuck like this. You don't know that. We'll get to Rose and break the spell. Yeah, what if we never get to her? Please stop talking. Chúng ta đã biết gameplay phải được hỗ trợ bởi một thế giới chi tiết, cốt truyện và các tuyến nhân vật để người chơi kết nối cảm xúc và có động lực đi tiếp. Và tôi nghĩ It Takes Two cho bạn điều đó. Sau những thử game thứ N về chiến tranh, khoa học viễn tưởng, phiêu lưu cứu lấy thế giới, một trải nghiệm xoay quanh khó khăn trong cuộc sống của gia đình và những cảm xúc rất con người là một luồng gió mới. Chắc chắn ai đã có gia đình hay không may chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ giữa cha mẹ cũng nhìn thấy một phần nào đó của bản thân mình trong Cody, May và người con gái Rose. Một số có thể nghĩ rằng It Takes Two có cái nhìn quá màu hồng về đời sống hôn nhân. Và dưới một khía cạnh nào đó, tôi cũng hiểu quan điểm của họ xuất phát từ đầu. Tuy nhiên tôi thấy It Takes Two không bao giờ nghiêng về giáo điều. Nó trên hết vẫn là một sản phẩm giải trí, chỉ là một câu chuyện được kể cho chúng ta dưới một góc nhìn mới. Trí tưởng tượng của một đứa trẻ khi chứng kiến mái ấm của mình đang rạn nứt. Đứa trẻ nghĩ rằng phép thuật từ một quyển sách tư vấn tình cảm có thể giúp cha mẹ hàn gắn. It says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Những level trong It Takes Two tạo ra một sự cân bằng giữa thực tại và cổ tích, giữa thân quen và lạ lẫm. Phần mở đầu của mỗi chapter luôn được đặt ở trong các không gian mà chúng ta bắt gặp thường ngày. Một nhà kho, một tán cây, phòng ngủ, đồ chơi. Bên trong có một cái đồng hồ quả lắc hay khu vườn trong nhà kính. Dù cho đồ họa của It Takes Two không có gì bóng bẩy, nó có thể sánh ngang với các bộ phim hoạt hình từ Pixar về phong cách đặc trưng cũng như độ chi tiết của từng vật thể. Mặc dù chúng có thể chỉ xuất hiện trong vài giây thôi, hãy nhìn cách mà từng bo mạch, từng cục tụ điện được tái hiện sống động như thế nào. Bước ra không gian rộng lớn, làm sao bạn có thể không cảm thấy choáng ngợp khi Cody và May vi vu trên băng như thế này? Kể cả khi các level nghiêng nặng về màu sắc cổ tích, đại diện cho trí tưởng tượng phong phú của Rose, mọi thứ không trở nên quá hỗn loạn, ngẫu nhiên mà vẫn có một quy luật của riêng nó. Ví dụ như trong level The Tree chẳng hạn, bạn chắc chắn sẽ bật cười khi thấy mấy con sóc bắt đầu biết nói và kể về cuộc chiến với loài ong. Nhưng khi không gian bên trong cây cổ thụ này mở ra, tôi đã muốn khám phá từng ngóc ngách để xem cuộc sống của loài sóc này như thế nào, nghiên cứu vũ khí, chuẩn bị chiến tranh ra sao. Game có thiết kế những bức họa bằng dạ quang rất sáng tạo, tóm tắt lại lịch sử của cả hai giống loài này kể từ khi chúng đặt chân đến mảnh đất mà Cody và May chọn để xây dựng gia đình. Ở các chapter sau này, nhịp độ của game có được nới lỏng ra một chút nhờ có các môi trường mở, ví dụ như tòa lâu đài thế giới đồ chơi, ngôi làng trong quả cầu tuyết và nhà máy sản xuất kẹo dưới lòng đại dương. Bên cạnh các câu chuyện bên lề thú vị giải rác trong level mà tôi đã đề cập, It Takes Two còn cho bạn động lực để lục lọi mọi ngóc ngách và sưu tầm các mini game. Trượt băng, bắn súng, kéo co, cờ vua. Đây là hình ảnh của những minigame mà tôi đã thu thập được và còn rất nhiều địa điểm chưa được khám phá. Cộng thêm việc hoán đổi nhân vật trong co-op, giá trị chơi lại của game sẽ được tăng lên rất nhiều. Way more complicated than this. It's just a game, Cody. Bên cạnh gameplay hấp dẫn, môi trường sáng tạo và sự đa dạng trong level, It Takes Two còn cho bạn đã mắt, sướng tai với sự tỉ mỉ trong cử động nhân vật và thiết kế âm thanh. A Way Out, tựa game trước của Hazeline, đi theo xu hướng đồ họa mô phỏng thực tế nên đôi khi bạn sẽ cảm thấy nó hơi thô cứng một chút, nhưng It Takes Two với thế giới hoạt hình có thể cường điệu hóa những cử chỉ, làm cho nhân vật trở nên sống động hơn rất nhiều. Nhưng không vì thế mà nó mất đi sự tinh tế cần thiết trong những khoảnh khắc nhỏ như thế này. Cody, do you really think I'm choosing to be away from home? If I lost my job, we'd lose everything. But when you're never around, you lose us. Về mặt âm thanh, tôi đặc biệt ấn tượng với độ chi tiết trong các âm nền của các màn trời, từ những tiếng cót két của sàn gỗ trong garage đến tiếng tích tắc của những bánh xe trong đồng hồ quả lắc. Sau đây là một vài khoảnh khắc mà theo tôi phô diễn tốt nhất tài năng của những chuyên viên hòa âm phối khí tại Studio Hazelight. Oh, look out!
Trong cả thời lượng gần 20 tiếng, tôi không hề bắt gặp một lỗi game nào và cũng không cần phải cập nhật Day One Patch khổng lồ vốn đã trở thành thông lệ trong vài năm trở lại đây. It Takes Two cũng có cấu hình rất dễ thở với những người có laptop hoặc PC tầm trung có thể thoải mái chạy game ở 60fps, 1080p. Chỉ có điều, tôi nhận ra một vài trường đoạn trong game bị giật lag một chút, đặc biệt là khi chuyển cảnh trong cutscene hoặc đến điểm checkpoint. Bạn có thể phần nào hạn chế vấn đề này bằng cách bật River Tuner, giới hạn mức khung hình ở 60fps. Real-time control, spatial simulation và polish, It Takes Two luôn duy trì được cả ba yếu tố này và nó cho tôi tất cả những gì mình muốn từ một tựa game. Cái cảm giác ngỡ ngàng, muốn khám phá từng ngóc ngách mỗi khi một level mở ra, thích thú khi nhân vật có một sức mạnh mới và tiếng cười sảng khoái cùng người bạn thân khi tranh giành nhau từng điểm một trong những minigame. Thật tiếc rằng Couch Co-op không phải là nơi những nhà phát hành có thể kiếm hàng triệu đô nhờ có pre-order, microtransaction hay các giao kèo độc quyền để chiếm lĩnh thị trường. Nên có lẽ chúng ta sẽ chỉ có thể đếm những tựa game như It Takes Two trên đầu ngón tay mà thôi. Một lần nữa, tôi vẫn không thể tin rằng đây là một sản phẩm tới từ EA. Và dẫu có mắc phải nhiều sai lầm như thế nào trong quá khứ, họ xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta khi dốc hầu bao tài trợ một dự án rủi ro như thế này. Còn đối với Studio Hazelight, đây tiếp tục là một thành công với hơn 1 triệu bản bán ra tính đến tháng 4 năm 2021. Great teamwork! Your relationship is now more in sync! Can you feel it? Huh? Tell me you feel it, come on! Tell me you feel it, huh? I feel stuck. Trong thời đại mà chỉ cần một cú click chuột, chúng ta có thể dễ dàng kết nối với rất nhiều người thông qua mạng xã hội. Nhưng càng trưởng thành, bạn có cảm thấy đôi khi chúng ta ngày càng lạc lõng giữa những mối quan hệ hời hợt xung quanh không? Tôi nghĩ rằng sự lạc lõng ấy phần lớn bắt nguồn từ những tương tác gián tiếp thông qua Internet. Và với video game, tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy với các game chơi mạng hiện đại. Tôi không biết đằng sau những dòng chat, emoji hay giọng nói trên Discord là ai, sở thích của họ là gì. It Takes Two thì khác. Hai chiếc tay cầm và một màn hình TV, nó sẽ cho bạn nhớ lại cảm giác được chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác trong cùng một không gian, tuyệt vời như thế nào. Game hiện đang có mặt trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series và trên PC thông qua Steam hoặc Origin. Oh, adios! I feel so evil! No, me too. I'll need therapy after this. Oh, yeah. Maybe we could ask that book! You crazy? We need to see a professional after this! Nếu bạn search It Takes Two trên Google, khả năng nhiều là đoạn cutscene kết thúc chapter thứ 3, Rose Room, sẽ hiện lên top đầu kết quả tìm kiếm. Chưa hiểu rõ diễn biến cốt truyện, người xem chắc chắn sẽ bị phản cảm và nghĩ rằng game đã đi quá xa. Và đây là trường đoạn đó. Oh. In order to break it, we have to reverse it through her tears. Boom. Right. Okay, we basically have to find her and make her cry on us again. Really? Cuộc sống hôn nhân không chỉ có màu hồng, đôi khi nó làm cho người ta quên đi lý do vì sao mình lại từng dành cho nhau nhiều tình cảm đến như vậy. Bên bờ vực thẳm, làm sao chúng ta tìm ra lối thoát để hướng đến tương lai? Trước khi đi sâu vào cốt truyện của It Takes Two, tôi muốn các bạn biết cái nhìn về hôn nhân của bản thân tôi được hình thành như thế nào. Ba mẹ tôi gặp nhau khi họ còn rất trẻ, một chuyện tình giống như trong phim vậy. Nàng là cô gái được nhiều người theo đuổi, còn chàng dù không có một nền tảng kinh tế vững chắc như người ta, lại có năng khiếu văn nghệ và giọng hát làm bao nhiêu cô gái say đắm mỗi lần bước lên sân khấu. Họ có với nhau một người con trai và cùng xây dựng tổ ấm ở một tỉnh lẻ phía Bắc Việt Nam. Chỉ là một căn hộ nhỏ thôi nhưng đó là tất cả ký ức của tôi về một gia đình hạnh phúc. Bởi chưa đến 5 năm sau khi kết hôn, ba mẹ nhận ra họ không thể sống với nhau được nữa. Mới học xong mẫu giáo, chuẩn bị bước vào lớp 1 nên tôi không nhận thức được quyết định này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào. Chỉ nhớ rằng mình sống cùng với mẹ còn ba thì thỉnh thoảng tới thăm. Thú thật đôi khi tôi cũng cảm thấy mình kém may mắn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng từ bé tôi luôn là đứa không thể hiện nhiều cảm xúc và dần dần hình thành một suy nghĩ trong đầu rằng việc hai người đến với nhau, bất hòa, không thể tìm ra tiếng nói chung và cuối cùng là ly dị, đường ai nấy đi là việc hết sức bình thường. Đó là quyết định của bố mẹ và việc mình cần làm là trở thành một đứa con ngoan, hiếu thảo, phấn đấu trong học tập, công việc để làm tiền đề cho gia đình của riêng mình sau này. Thời gian không chờ một ai,
Và tháng 8 vừa qua, như đã chia sẻ, vợ chồng mình đón chào một thành viên mới. Gia đình êm ấm là vô giá đối với một đứa trẻ, và chắc hẳn ba mẹ nào cũng sẽ làm mọi cách để cho con mình điều đó. Tuy nhiên, tận sâu trong tâm trí tôi luôn có những suy nghĩ bi quan. Biết đâu mình và vợ một ngày sẽ không còn chung một mái nhà. Biết đâu mâu thuẫn sẽ bắt đầu từ một bất đồng quan điểm, hay bản thân tôi sẽ không thể kìm lòng trước một mối tình mới, quyến rũ hơn, thú vị hơn. Biết đâu mình sẽ lặp lại sai lầm của ba mẹ. Sau khi trải nghiệm It Takes Two, tôi nghĩ rằng video review này sẽ là cơ hội lý tưởng để đối mặt với những suy nghĩ tiêu cực ấy. Bởi không có gì trên đời là hoàn hảo cả, trong đó có hôn nhân. Hey! How was your day? Great. The toaster broke and Rose refused to eat her vegetables. How did it go at the dentist? The dentist? Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. But it's Saturday. I know. I've got to work overtime. What, you have to do that every week? Oh, Cody, I'm not in the mood for this discussion again. Hey, Rose needs both of us, okay? That's not fair. Using her. I'm not using her. I'm just stating a fact. Why don't we just go ahead and tell her that we're divorcing? Đoạn hội thoại mở đầu tuy ngắn, nhưng nó cho chúng ta biết mối quan hệ giữa Cody và May đang ở đâu. Một đôi vợ chồng trẻ, con nhỏ, nhưng mâu thuẫn đã âm ỉ trong gia đình này từ lâu rồi. Khác với truyền thống Á Đông, May là người phụ nữ kiếm thu nhập chính trong gia đình, còn Cody ở nhà chăm lo cho con cái. Chưa nhắc đến định kiến xã hội, sự bất cân đối trong kinh tế này, rất dễ dẫn đến việc tiếng nói của một thành viên trong gia đình bị lấn át. Tiền là thứ mà ít ai muốn nói đến trong khi hẹn hò lãng mạn, nhưng nó có lẽ là nguyên nhân số 1 dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Ở đây tôi không nghĩ là May khinh thường chồng mình, nhưng cô ấy đem hết sự mệt mỏi và căng thẳng trong công việc về nhà và đổ lên đầu Cody. Có mỗi việc đưa con đi khám răng mà cũng không nhớ. Tôi phải đi làm cả ngày chủ nhật, không có thời gian cho mấy chuyện lặt vặt này. Sau đó khi Cody nói Rose cần có mẹ bên cạnh, May nghĩ rằng anh ta đang lợi dụng con gái để làm cô ấy cảm thấy tội lỗi. Chỉ vài lời nói qua lại thôi, mâu thuẫn giữa họ đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Why are you doing this to us? Because you two must learn collaboration. That's not our strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration. You understand? Như tôi đã nói ở phần trước, quyển sách Book of Love với giọng lồng tiếng và cử động rất cường điệu sẽ làm cho không ít người cảm thấy phản cảm. Nhưng hãy thử trải qua một lần cãi vã hay bất đồng quan điểm với vợ hoặc chồng, bạn sẽ nhận ra sự phản cảm ấy rất quen thuộc. Người thân, bạn bè xung quanh sẽ luôn khuyên chúng ta rằng vợ chồng có lúc bất đồng nhưng kiểu gì cũng sẽ giảng hòa được. Thôi thì một người chịu khó xuống nước trước, cố gắng bình tĩnh nói chuyện. Nghe thì rất dễ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng, thật khó để gạt bỏ cái tôi sang một bên, và lời khuyên của mọi người có khi lại phản tác dụng. Ở đây tôi nghĩ rằng Book of Love đại diện cho những lời khuyên ấy. Thông qua hành trình của Cody và May trong hai level đầu tiên, The Shed và The Tree, họ đã có với nhau những kỷ niệm đẹp và tìm được tiếng nói chung, xây dựng tổ ấm và niềm vui vô bờ bến khi Rose ra đời. Bộn bề công việc phải lo toan khi chăm sóc một đứa trẻ khiến thời gian trôi qua thật nhanh, và từ lúc nào không hay, họ đã trở thành những con người hoàn toàn khác. Việc bị hóa thân và hình nộm tượng trưng cho cách mà họ nghĩ về hôn nhân, một cái bẫy, mắc kẹt và bằng mọi giá phải tìm ra lối thoát. We destroy the elephant. We make Rose cry. Oh my God, May. That is a great idea. You cry a river. Yes. Nghĩ rằng nước mắt của Rose là chìa khóa cho sự tự do, Cody và May lên kế hoạch làm hỏng món đồ chơi yêu thích ngay trước mặt cô bé. Chắc bạn cũng đã nhận ra level này tượng trưng cho cách mà không ít cặp vợ chồng đưa ra quyết định ly hôn khi muốn tìm đến một lối thoát dễ dàng. Cutie the Elephant chính là những ký ức tuổi thơ và những tổn thương tâm lý mà ly hôn có thể gây ra cho những đứa trẻ. Ở phần trước tôi có nói rằng cốt truyện của It Takes Two không quá giáo điều, nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi mà game nắm tay người chơi và nói rằng điều mà bạn đang làm là sai. Cody, what are you doing? Let's kill her. Kill me? Why do you want to kill me? Oh no. We don't want to kill you. We just kind of have to. Just a little bit. I don't want to die. I know, but we have no choice. I'm sorry. Dĩ nhiên ly hôn sẽ và nên luôn luôn là một lựa chọn. Số liệu thống kê ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25%, có nghĩa là trong 4 đôi đi đăng ký thì một đôi ra tòa. Định kiến xã hội về một cuộc hôn nhân thất bại cũng đã không còn nặng nề như xưa, nhưng không vì thế mà chúng ta nên coi thường ảnh hưởng của nó đến tương lai sau này, nhất là cho trẻ nhỏ. Đây nên là bước đi cuối cùng sau khi mọi nỗ lực hàn gắn đã thất bại. Cody và May trong It Takes Two, vì cuộc sống quá bí bách đã đưa ra những lựa chọn ích kỷ, và vì là người trong cuộc, họ không nhận ra điều đó.
feel so evil! No, me too! Wouldn't it be more fun to play jump rope instead? We're really sorry for this! You don't have to do this! I love Rose! Don't tell us that! Dĩ nhiên là Cody và May không thể giải thoát linh hồn của mình khỏi hai hành động bằng nước mắt của Rose. Không có lối thoát dễ dàng, họ phải đối mặt với thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình, hôn nhân tan vỡ. Chắc chắn ngay cả đạo diễn Joseph Fares cũng không tự tin đến mức nghĩ rằng It Takes Two có thể là quyển sách bách khoa toàn thư, đem lại câu trả lời cho tất cả những khó khăn cho các cặp vợ chồng. Nên thay vì những thông điệp sâu xa, các level trong nửa sau của game xoay quanh những yếu tố rất cơ bản, có thể coi là điểm khởi đầu để mỗi chúng ta tự rút ra những bài học cho riêng mình. Bravo! You refer to us instead of me. You're a team now. No, we're not a team and we don't have time for this. Time? Good, mate. That will be our first topic. Thông qua đoạn cutscene mở đầu và level The Shed, chúng ta biết May mang đến nguồn thu nhập cho gia đình nhờ một công việc trong ngành kỹ sư. Liên tục phải làm tăng ca, thời gian dường như là thứ gì đó quá xa xỉ cho May. Cô ấy để công việc tạo nên một bức tường ngăn cách chính mình với thứ quan trọng nhất. Một chi tiết khá thú vị mà bạn chỉ tìm thấy khi lên website chính thức của EA đó là việc Cody đã từng làm cho nền kinh tế của gia đình lao đao khi theo đuổi kinh doanh sản xuất rau củ. Phá sản, nợ nần chồng chất và theo như ẩn ý trong câu nói của May, ngay cả căn nhà của họ cũng đã bị đưa ra làm tài sản thế chấp. Với sức ép như vậy đặt lên vai, ai có thể trách May là không dành thời gian cho gia đình? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Sức mạnh đặc biệt mà họ nhận được trong chapter đồng hồ quả lắc tượng trưng cho những mong muốn ngắn hạn để đối phó với hoàn cảnh khó khăn. Với May là khả năng phân thân để vừa kiếm tiền vừa dành thời gian cho chồng con. Với Cody là đảo ngược thời gian, có thể là vì anh ta muốn làm lại từ đầu, một cơ hội thứ hai để mình không cảm thấy là gánh nặng cho gia đình. Nhưng thông điệp quan trọng nhất mà Book of Love muốn gửi đến cho Cody và May chính là ở màn đấu trường. Cái đồng hồ quả lắc mới là kẻ thù. Nó đang làm cho hai người kẹt lại trong một vòng lặp thời gian. Chỉ khi chia sẻ những khó khăn cho cuộc sống và phối hợp cùng nhau, họ mới tìm ra lối thoát. It Takes Two không đưa ra một lời giải cho vấn đề thời gian trong hôn nhân, ví dụ như là May phải tìm một công việc khác, hay Cody phải thông cảm cho May vì sự mệt mỏi khi làm tăng ca. Nó chỉ đưa ra một điểm khởi đầu để người trong cuộc nhìn ra được vấn đề mình phải giải quyết mà thôi. Theo tôi, thời gian trong hôn nhân đi kèm với tài chính. Dù tình cảm vợ chồng có sâu đậm đến đâu, cơm áo gạo tiền sẽ chèn ép tất cả. Một túp lều tranh hai trái tim vàng chỉ có trong chuyện cổ tích mà thôi. Trước khi đi đến hôn nhân, và đặc biệt là khi chưa có con nhỏ, chúng ta nên cởi mở và bàn bạc thẳng thắn về mục tiêu tài chính. Tài sản có những gì, cần tiết kiệm bao nhiêu trong một tháng, công việc hai người liệu có đủ cho chi phí sinh hoạt và lo cho con nhỏ hay không, nên đi gửi trẻ hay một trong hai người ở nhà làm nội trợ. Chúng ta cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đầu tư kinh doanh mạo hiểm, bởi chỉ một bước đi sai lầm thôi, cả nền móng gia đình sẽ bị lung lay. Điều bạn có sẵn sàng hy sinh thời gian bên người thân để làm tăng ca, nỗ lực phấn đấu để được thăng chức, tăng lương cho bằng được? Đó là những câu hỏi mà theo tôi nên được đề cập trước khi hai bên quyết định dành trọn đời bên nhau, thay vì để mọi thứ đi quá xa giống như Cody và May. I've had enough of you, Clark. Yeah, let's do it, May. People together. We don't need attraction. We're getting divorced. That's because you lost it. But don't worry. I'll help you find attraction again. Người ta thường nói một cặp vợ chồng sống với nhau lâu năm vì trách nhiệm nhiều hơn là tình cảm. Nhưng chung một mái nhà chỉ vì trách nhiệm sẽ dẫn đến nhàm chán và khi đó chúng ta hay bị những thú vui bên ngoài làm lạc lối. Cũng giống như thời gian, tôi nghĩ rằng nền móng tình cảm của vợ chồng nên được xây dựng trước khi hôn nhân bắt đầu. Nếu như hai người đến với nhau quá vội vàng và chỉ dựa trên sự hấp dẫn ban đầu như ngoại hình chẳng hạn, không sớm thì muộn, mọi thứ sẽ phai nhòa.
Book of Love trao cho Cody và May hai cục nam châm đại diện cho tình cảm họ dành cho nhau vẫn có sức hấp dẫn, nhưng họ quên đi sự tồn tại của chúng. Tại đây, nhịp độ của game được hạ xuống bằng môi trường rộng hơn so với các level trước. Một ngôi làng bỏ hoang, chìm trong quên lãng, và mục tiêu của Cody và May là xua tan băng giá, đem lại sức sống cho cư dân. Level kết thúc khi hai người buộc phải phối hợp với nhau để vượt qua bão tuyết, trao cho nhau những lời động viên và ký ức về lời cầu hôn của Cody ùa về. I was so nervous. I know. It was the worst proposal in the history of proposals. I didn't care about the words. It was the way you handled it, without trying to hide how scared you were. It was brave. Với cá nhân tôi, tình cảm trong hôn nhân không đến từ những buổi hẹn hò hay món quà đắt tiền, mà chính là những cử chỉ du nhỏ trong đời sống hàng ngày, nhưng thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Muốn ăn thì lăn vào bếp, hãy học nấu một vài món cơ bản, và dù bạn có cho hơi nhiều mắm hay thiếu muối, vợ hoặc chồng chắc chắn sẽ quý trọng công sức bạn bỏ ra. Đừng bao giờ lấy lý do công việc bận rộn để lờ đi việc nhà. Không cần tốn nhiều thời gian, chỉ là phơi một giò đồ ra ngoài khi trời nắng, rửa bát, hút bụi, vân vân. Giờ đây ai cũng có điện thoại bên cạnh nên không có lý do gì để chúng ta quên những ngày quan trọng như ngày cưới, lần đầu quen nhau, và đặc biệt là sinh nhật. Đừng bao giờ quên sinh nhật nếu không muốn ngủ ở ngoài ghế sofa. Mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi trong hôn nhân, và tình cảm được thể hiện từ cách chúng ta biết kiềm chế, không dùng những ngôn ngữ mang tính chỉ trích quá nặng, bày tỏ quan điểm nhưng không áp đặt, và quan trọng nhất là biết điểm dừng để thỏa hiệp nếu cần thiết. Thông qua các đoạn hội thoại trong It Takes Two, bạn có thể nhận ra May là người hay chỉ trích Cody nhiều hơn. Don't tell me you forgot about the dentist appointment. No, I didn't forget. I thought you were taking her tomorrow. No, it was today. I'm working tomorrow. What have you done? What? What? Why do you always blame me? Huh? Thay vì trách Cody khi quên đưa Rose đi khám răng, May có thể lựa chọn những ngôn từ nhẹ nhàng hơn như thôi đằng nào cũng lỡ rồi, cũng vì cả hai đều quá bận, anh có thể liên lạc với nha sĩ để hẹn một buổi khác được không? Lần này nhớ ghi lên lịch để khỏi quên. Chẳng hạn như vậy, thay vì chỉ ngón tay vào đối phương để đổ lỗi, chỉ vài lời nói thôi sẽ biến một tình huống tiêu cực thành bài học để cả hai tránh lặp lại sau này. Now, how do you find your purpose in life? Hmm? Through, wait for it, passion! Yeah, I still don't see the connection here. Sau đây là những trích đoạn trong một chia sẻ của VN Express với cái tên Sống Mòn, Khủng Hoảng Tâm Lý Tuổi 30. Tôi 33 tuổi, kể từ khi sinh con tôi chỉ muốn bỏ việc lương cao, về quê nuôi cá và trồng rau. Tôi 33 tuổi, ngày trước làm gì cũng thấy sung sức và nhiệt huyết, cực kỳ hứng thú trong công việc, không có cảm giác mỗi ngày thức dậy lê lết đến công ty. Nhưng mấy năm kể từ khi sinh con xong, tôi bị cảm giác làm việc gì cũng không còn đam mê. Tôi từng làm một công việc suốt 4 năm. Năm đầu tiên rất đam mê, cống hiến, còn 3 năm còn lại rơi vào trạng thái chán vì công việc lặp đi lặp lại, không có cơ hội thăng tiến mặc dù mức lương cao và đãi ngộ rất tốt. Cái gọi là khủng hoảng tuổi 30 này sẽ ập đến trong cuộc sống của chúng ta một cách bất ngờ. Nguyên nhân của nó là gì? Có thể là do cảm giác bị bỏ lại phía sau bởi bạn bè khi nhìn thấy cuộc sống hoàn hảo như mơ của họ trên mạng xã hội. Công việc của bạn lương cao, đãi ngộ tốt, nhưng tận sâu trong đáy lòng, đó không phải là điều bạn thích. Không phải ai cũng muốn cả ngày kẹt lại trong một văn phòng rồi cố gắng bước lên những nấc thang vô tận trong sự nghiệp cho đến khi về hưu. 30 cũng thường đi liền với cột mốc mà ta nhận ra tuổi thanh xuân không còn nữa. Những suy nghĩ ích kỷ hiện lên trong đầu, đằng nào cũng chỉ còn vài chục năm để sống. Tại sao ta không vứt bỏ mọi thứ để làm điều mình muốn? Trong hai chapter cuối cùng của It Takes Two, chúng ta biết Cody và May đã phải vứt bỏ niềm đam mê thực sự của mình như thế nào chỉ để có một cuộc sống ổn định hơn cho gia đình. The Garden là chapter có độ dài và sự đa dạng nhất trong It Takes Two. Tôi nghĩ rằng chỉ riêng chapter này thôi cũng có thể tách ra là một tựa game riêng biệt, từ sự đa dạng trong gameplay, năng lực đặc biệt của May và Cody, chặt chém, cưỡi ếch, điều khiển nhện, bắn súng góc nhìn người thứ ba giống như trong Plants vs Zombie Garden Warfare để nín thở chạy thoát khỏi đám chuột chuỗi. The Garden là nơi May hiểu được niềm đam mê của Cody, nhưng quan trọng hơn cả là anh ấy cảm thấy như thế nào khi phải từ bỏ niềm đam mê ấy. Thất bại trong kinh doanh rau quả, căng thẳng trong gia đình và sự hờ hững của May tích tụ qua năm tháng như những chất độc xâm chiếm tâm trí của Cody, đại diện bởi Joy, chùm cuối của chapter này. Really is. I should have taken care of you. I'm sorry. I'm
No. I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. That's good. But it's not your fault. Cody gave up on being a partner. But aren't partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you unless you give it up. Cody đã tìm lại được niềm đam mê của mình nhờ có sự đồng cảm của May, nhưng đó là câu chuyện của hai nhân vật trong game mà thôi. Dĩ nhiên trong thực tế, tìm ra cho mình một thứ gì đó để theo đuổi là cần thiết, nhưng không phải lúc nào nó cũng đi kèm với lợi ích kinh tế. Người ta thường nói kiếm ra tiền nhờ sở thích thì chúng ta sẽ không bao giờ phải đi làm một nghề nào trong đời, nhưng mấy ai may mắn như vậy đâu. Phương án tốt nhất theo tôi vẫn là một sự cân bằng, hy sinh phần lớn quỹ thời gian trong khi chúng ta còn trẻ để gây dựng nền móng vững chắc, nhưng đừng quên tự thưởng cho bản thân những gì mình yêu thích. May có giọng hát hay và từng mỡ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cô tự cảm thấy nó quá viển vông và chôn vùi tất cả kỷ niệm liên quan đến âm nhạc trên gác mái. Có thể May đã đưa ra một quyết định đúng đắn cho gia đình. Kỹ sư mới kiếm ra tiền để lo cho con gái ăn học, nhưng tại sao cô ấy phải từ bỏ âm nhạc hoàn toàn như vậy? Kể cả khi Book of Love nói rằng để giải được lời nguyền, May chỉ cần biến ước mơ của cô ấy trở thành sự thật, biểu diễn một bài hát trên sân khấu, cô ấy vẫn do dự. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Oh, yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. Và đó chính là thứ mà May cần phải vượt qua, sức ép cô tự tạo cho mình để làm một trụ cột trong gia đình, mạnh mẽ, quyết đoán và mọi thứ phải hoàn hảo. Cuộc sống này ẩn chứa bao nhiêu bất ngờ, và dù có đọc bao nhiêu cuốn sách tự xưng là 1000 bí quyết để thành công, chúng ta vẫn chỉ là con người. Cầu toàn giúp xây dựng được giá trị bản thân, vươn đến sự chỉn chu và tạo lòng tin ở mọi người, nhưng theo đuổi nó quá mức sẽ dẫn đến trì trệ, những căng thẳng không đáng có và giống như May, bỏ quên niềm đam mê chỉ vì nó không phát triển được như mong đợi. Để thay đổi được lối suy nghĩ này cần có nhiều thời gian, nhưng chỉ trong một giây phút thôi, Book of Love đã thuyết phục được May, và đó là tất cả những gì cô ấy cần để phá tan lời nguyền, giải phóng linh hồn cùng Cody để trở về với Rose. You can do this, May. I know you can. Thank you.
Dù có một kết thúc mang đậm chất cổ tích, It Takes Two không quên đưa người chơi quay về với thực tại. Rose đang tự trách chính mình và muốn bỏ nhà ra đi để ba mẹ có thể hàn gắn. Mái ấm gia đình là thứ quan trọng nhất để nuôi dưỡng một đứa trẻ, là một lớp lá chắn để cho chúng hình thành tính cách mà không bị ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài. May và Cody không ôm chầm lấy nhau hay tình cảm thắm thiết sau cuộc phiêu lưu, nhưng họ đã nhận ra sai lầm của mình khi tìm đến lối thoát dễ dàng. Khi là người trong cuộc, hàn gắn sau mâu thuẫn dường như là một mục tiêu quá xa vời, nhưng chúng ta luôn có thể bắt đầu với những bước đi nhỏ thôi. Hãy cho nhau thời gian, hâm nóng tình cảm và tìm lại niềm đam mê. Hãy mở lòng cho đối phương một cơ hội và làm hết những gì mình có thể để khi mỗi người phải đi một con đường riêng, chúng ta không còn gì phải hối tiếc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like, subscribe để ủng hộ channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Listen, whatever happens, your mom and me, we will always be there for you. And we'll always love you. Always. Come here. Where did you find this? I found it at school, in a trash can. Well, I'm glad you did. Sometimes you can find real treasures in the trash. Come on, let's go home.